chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thời nha. Hôm nay Thời sẽ hướng dẫn mọi người một cách pha cà phê mới, đó là cà phê ủ lạnh hay còn gọi là cold brew. Thì cà phê ủ lạnh thì khi mà mình uống thì cái hương vị nó sẽ tự nhiên hơn là cà phê mình pha nóng ha. Bình thường thì mình đổ nước nóng vô thì áp nó tan thì cà phê nó không còn là tự nhiên nữa. Thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo dõi Thời hướng dẫn cách pha cà phê ủ lạnh nó như thế nào ha. Đây là những dụng cụ mình chuẩn bị. Đây là cái cân nè ha. Tại vì cà phê ủ lạnh thì liều lượng của nó là 1:10, tức là một phần cà phê thì 10 lần là nước ha. Đó, thì đây là cái hũ nè. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái cân lên ha. Đây. Đặt cái hũ lên cân một cân ha. Rồi. Cho mọi người cùng xem nha. Rồi. Thì bây giờ nó đang ở chế độ là 0g. Thì mình sẽ cho là 25g cà phê. Đây là cà phê nè. Cho 25g nè. Chín. 15. 19. Đây, mọi người cùng xem. Đấy, đây là 26g cà phê. Rồi, thì bây giờ đây là cái chai nước nè. Chai nước là 500ml nè. Thì bây giờ mình đông liều lượng là tầm khoảng cả 260ml nước này ha. Thì bây giờ mình đổ vào cái hũ mình đựng cà phê. Sau khi mình đổ nước lạnh vào cái hũ này ha, đây là nước lạnh ha. Tại đây là cà phê ủ lạnh cho nên mình đổ nước lạnh ha. Rồi mình sẽ dùng cái muỗng mình trộn đều ha. Trộn đều luôn. Sau khi mình trộn xong rồi thì cái hũ này nè, mình sẽ lựa cái hũ nào mà nó có cái ron nè. Đây nè, đây là cái ron nè, cái ron nè, đây là cái ron silicon nè, chịu thực phẩm ha. Thì mình sẽ đậy kín cái hũ này. Đó. Mục đích đậy kín hũ này để làm gì? Khi mình để cái hũ này mình ngâm trong cái tủ lạnh thì nó khỏi bị ảnh hưởng những cái mùi khác trong tủ lạnh ha. Đây, mình đậy kín vào cái hũ ha. Thì khi mình trộn lên á thì mình đợi thời gian khoảng cỡ 1-2 phút nha. Để cho cái áp của cái nước nó không còn nữa thì mình sẽ mới đậy cái nắp lại nha. Đó. Thì nãy giờ cũng được rồi ha, bây giờ mình sẽ đậy cái nắp được bạn. Đây. Rồi. Đó, coi như là mình đã pha, mình đã bây giờ mình tiến hành bỏ trong tủ lạnh mình ủ nha. Ủ thời gian là từ là 24 giờ cho đến là 48 giờ. Đó, rồi sau đó mình mới lấy ra pha. Thì bây giờ mình đem hũ này mình bỏ vào tủ lạnh nha. Đó, bây giờ mình để cái hũ này vào tủ lạnh mình ngâm ha. Mình ngâm thời gian là 24 giờ cho đến là 48 giờ. Rồi mình lấy ra mình lọc rồi mình uống ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái hũ mình đã ngâm là thời gian là 48 tiếng nè. Đó, thấy chưa? Mình đã ngâm 48 tiếng thì mình sẽ lấy ra mình pha cho mọi người cùng theo dõi nha. Bây giờ mình sẽ mở nắp lên như thế này ha. Đây, đây là mình đã ủ được 48 giờ nè. Đấy. Mở nắp ra. Thì mình chuẩn bị cho mình là một cái vỉ lọc nè.
mình sẽ mua một miếng giải lọc này, mình đặt lên ha. Đặt. Đặt lên. Rồi. Mình sẽ đặt lên cái phễu nè, cái phễu rót nè. Mình sẽ đổ vào cái dĩ lọc nè, để cho nó chảy vào chai nước ha. Rồi, bây giờ mình sẽ pha uống xem thử như thế nào nha. Rồi. Còn lại mình sẽ để tủ lạnh mình dùng dần, vì cà phê ủ lạnh cho nên không sợ bị hư ha. Một ly á, thì mình sẽ cho chanh, còn một ly mình sẽ cho đường. Mình dắt miếng chanh vào ha. Ly này mình sẽ cho đường. Đây là ly cho đường nè, mình sẽ dùng thử nó như thế nào ha. Mùi rất là tự nhiên. Đây men tự nhiên của cà phê uống rất là ngon ha. Còn này là trà chanh nè. Trà chanh thì mùi vị của nó thì chua chua. Uống rất là, nói chung là ủ cà phê ủ lạnh thì uống rất là tốt. Rất tự nhiên ha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người cùng theo dõi nha. Rồi nếu mọi người có thích video này thì bấm like và đăng ký share ủng hộ kênh của thầy nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.